đi có một buổi mà nhớ Lily quá, đi qua chợ thấy trái cây là nhớ đi mua về cho Lily, cho Lily mừng nha. Nhưng trong tủ vẫn còn ít trái cây trong đó, nhưng mà mua trái mới cho Lily ăn nha. Ui nha, đi đâu nữa nào, đi đâu nữa vậy? Ôi gì vậy con? À, muốn mày uống nước hả? Trời ơi cảm ơn con nha, đổ mất thôi. Ôi nào, con cầm cẩn thận nha con. Đây này, đấy mày, cảm ơn Lily nha. Ủa, nước cho mẹ uống. Nghe mẹ mệt rồi uống nha. Anh nhận uống nước không?